Mến chào quý vị, Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày và không biết là ngày hôm nay của quý vị đã trôi qua như thế nào. À, dù thế nào đi chăng nữa thì Trinh cũng hy vọng là quý vị sẽ luôn dành cho kênh của Trinh một chút thời gian vào mỗi tối để lắng nghe trên độc truyện quý vị nhé. Tối hôm nay thì Trinh xin mời quý vị cùng đến với một truyện ngắn của Nguyễn Khải, truyện đàn bà. Lưu là đội trưởng cảnh sát hình sự tuyến, tức là cảnh sát đặc trách an ninh các tuyến đường giao thông. Năm 82, Lưu 22 tuổi, anh lấy vợ, vợ chồng bằng tuổi nhau, cùng học với nhau 3 năm trung học. Chồng làm công an, vợ làm ở khách sạn, được công ty du lịch phân cho một căn hộ ở trung tâm thành phố. Về đời riêng, bắt đầu như thế cũng là hơn nhiều người. Lưu rất đẹp trai, dáng vóc cao lớn, Hào hào giống các diễn viên Hồng Kông trong phim hình sự. Vợ cũng rất xinh gái, đẻ một con lại càng xinh. Vợ chồng bế con đi chơi phố, ai cũng phải ngoái cổ lại nhìn. Một cặp vợ chồng thời bình quả nhiên có khác nhiều với những cặp vợ chồng thời chiến. Họ là những người may mắn khiến các thế hệ sinh trước phải ghen tị. Chỉ có một trục trặc rất nhỏ không đáng để ý, ấy là lương một trung sĩ công an hơi ít. Con 51 đồng, đóng tiền ăn đã mất 18 đồng. Lương vợ bao nhiêu, chồng cũng không hỏi. Đại để lương chỉ là hình thức còn bỏng mới là nguồn thu chính. Vì là bỏng nên số tiền không cố định, nhưng trong tủ lúc nào cũng có sẵn từng sắp tiền. Để con, nuôi con, nuôi mẹ từ quê ra trong cháu đều là tiền của vợ. Lưu đi bắt cướp, có khi phải đi vài ngày, tiền công tác rất ít cũng ngửa tay xin tiền vợ. Xin mãi cũng ngượng Vợ lại để sẵn tiền trong tủ Nên về sau Lưu cứ tự tiện lấy Không mấy khi hỏi Của vợ như của chồng Đã là vợ chồng ai còn phân biệt của tôi với của anh Nghĩ người lầm cảm quá Có khi vợ lại ngờ rằng Tình yêu của anh với cô không trọn vẹn Một tối Lưu về nhà đã rất khuya Nhưng vợ anh vẫn chưa về Bà mẹ ra mở cửa mặt buồn rười rượi Hỏi câu nào trả lời câu ấy Mắt cứ nhìn xuống lưu đã vào giường nằm mới nghe bà cụ nói anh thử hỏi vợ anh xem nó có muốn gửi con bé đi nhà trẻ không hàng xóm họ đều gửi con ở nhà trẻ cả nghe nói các cô trong cháu cũng cẩn thận lắm lưu hỏi mẹ không thích ở đây nữa à bà cụ nói tôi muốn về quê ít tháng ở mãi đây cũng nóng ruột ở nhà chuyện ở hay về là chuyện thường nhưng giọng nói lại không bình thường cứ như người muốn khóc lưu lại hỏi Mẹ chồng nàng dâu Lại có chuyện gì không vui phải không mẹ Không chả có chuyện gì Bỏ nhà đi cả năm Còn các em anh Mấy ngày sau Lưu nói chuyện với chị ở phòng kế bên mới hay Dạo này vợ anh đối hỗn với mẹ chồng nhiều lắm Chắc là nó đổi tính Trước kia đâu có thế Chị kia nói Lâu rồi chú ơi Bà cụ rất hiền Cứ bé cháu sang đây khóc lén khóc lúc Lại còn dặn tôi phải giấu chú Lưu lại hỏi Cách đây mấy ngày Chị có biết đã xảy ra chuyện gì không Mỗi ngày giờ trưa cô ấy không về Trưa hôm ấy bỗng nhiên lại sòng sọc về Thấy bà cụ ôm cháu ngủ Bác đũa chưa rửa Thế là cô ấy làm ầm lên Bảo là lấy chồng chứ ai lấy thằng ăn cắp Chả biết lấy tiền cho gái Hay cho anh em Mà để tiền bao nhiêu hết bấy nhiêu Lúc ấy Lưu mới ngớ người ra Vợ lấy tiền của chồng là chuyện tự nhiên nhưng chồng không làm ra tiền lại lấy của vợ tiêu lại là chuyện không bình thường lấy tiền mà không nói tức là thằng ăn cắp chứ còn gì nữa bà mẹ chồng về quê con gái gửi nhà trẻ rồi gửi mẫu giáo thỉnh thoảng vợ chồng lưu vẫn mời bạn bè tới nhà dùng cơm thỉnh thoảng họ vẫn cùng nhau đi xem kịch xem chiếu bóng và cùng uống nước giải khát ở các quán quen họ dắt con đi chơi vẫn có nhiều người ngoái lại nhìn vẫn là một cặp vợ chồng đẹp đôi và có vẻ thỏa mãn người ngoài tưởng thế bạn bè cũng nghĩ thế nhưng hàng xóm thì biết giữa họ không khéo đã có chuyện to rồi vì căn hộ của cặp vợ chồng trẻ ấy không có tiếng cười không có cả tiếng nói chồng về rất khuya cũng chỉ nghe có tiếng mở cửa rồi tiếng dội nước không thấy bật đèn và cũng không nghe có ai hỏi ai vợ về muộn cũng thế Họ chỉ nói với nhau khi có bạn bè tới thăm hoặc trước mặt hàng xóm. Còn bé con đã lên năm, đi mẫu giáo rất ngoan. Đến giờ đón con mà bố mẹ chưa về thì bác hàng xóm đón. Thường là ăn cơm tối với các con của bác, nũng nịu với các anh chị. Hỏi han cười đùa như mọi đứa trẻ khỏe mạnh. Nhưng ở với bố mẹ những ngày nghỉ thì cả ngày con bé không nói, cười cũng không, mắt nhìn lắm lét như là sợ lưu cũng biết vợ không còn yêu anh nữa anh khỏe mạnh đẹp trai đàn bà con gái đủ mọi lứa tuổi rất thích được nói chuyện với anh chọc ghẹo anh và cũng rất muốn được anh nắm chân nắm tay chọc ghẹo lại anh chỉ thiếu có tiền thôi chả lẽ một thằng đàn ông thiếu tiền nằm cạnh vợ mà không còn gây được một xúc động nào ở người đàn bà giàu rằng họ không còn là tình nhân nữa vô lý nhưng là chuyện có thật họ vẫn nằm chung giường con gái ngủ cái giường con kê liền cạnh nhưng rất nhiều đêm họ không hề biết đến nhau lưu luôn luôn về muộn mệt mỏi và chán chường không phải lúc nào cũng chán mà là chán cái nghề tìm người đe người bắt người tới đầu cũng chỉ vấp phải những cái mặt sợ hãi dối trá oán hận bất cứ lúc nào cũng có thể nhận một nhát dao đâm từ lưng hoặc một đầu gậy bổ xuống đầu cứ hẳn thế anh lại dễ ăn nói dễ xử sự còn vợ thì sao từ mấy năm nay chị có một gương mặt rất lạ không vui không buồn cũng không giận như mặt tượng vừa là vợ vừa là người lạ vừa là người thân nhất vừa là người có thể căm ghét anh nhất không có mũi dao nào ló ra nhưng đứng cạnh nhau là đau nhói sau đó là rã rời như đã bị chảy máu từ bên trong anh phải xử sự như thế nào phải nói năng ra sao anh không biết anh lúng túng vụng về cao có và càng trở nên đáng ghét hơn cũng có đêm lưu rất muốn được yêu vợ anh nằm cạnh vợ cười nịnh nọt và đưa tay khẽ vuốt ve một cánh tay của vợ chị hất tay anh ra như người ghê tởm nói lào nhào ông ngủ đi tôi mệt quá có lần anh nhẫn nại năn nỉ thì chị quay mặt về phía anh một gương mặt trắng xanh dưới đèn đường chiếu vào nói dững dưng ông muốn làm gì thì làm nhanh lên anh thở dài nằm lùi lại nói nhỏ em ngủ đi anh cũng thấy mệt rồi ai mà tin được một cặp vợ chồng đẹp đôi thế nằm cạnh nhau cả năm mà không ai đụng chạm vào da thịt của ai thời gian đầu chỉ có vợ chồng lưu biết cái gia đình nhỏ bé của họ có nguy cơ tan vỡ nhưng bạn bè và họ hàng vẫn không hay biết gì thời gian sau mọi người đều biết vợ lưu có ngoại tình biết rõ cả địa chỉ của người tình nhưng lưu lại không hề biết có thể anh cũng lờ mờ biết nhưng anh không muốn tin vì người tình của vợ lại là ông trưởng phòng vật tư của công ty du lịch ông ta đã năm chục tuổi xấu trai và thô lỗ chỉ được cái khỏe mạnh và có rất lắm tiền người như thế làm sao quyến rũ nổi vợ anh vợ anh còn trẻ vẫn đẹp và cũng có lắm tiền anh cũng còn rất trẻ, mới ngoài 30, là một sĩ quan cảnh sát có triển vọng, đã được báo hải phòng nêu tên và đăng ảnh. Anh chỉ có một khuyết điểm nhỏ là không nghĩ ra được những cử chỉ âu yếm lặt vặt của mỗi ngày để chiều vợ. Không luôn luôn có mặt bên cạnh vợ những lúc cô ấy cần. Và đã rất nhiều đêm anh nằm vật bên cạnh vợ như một khúc gỗ sau một ngày làm việc căng thẳng nhưng lưu vẫn tin mối quan hệ bất chính kia nếu có thì cũng để trêu chọc anh thôi cảnh cáo cho anh biết chứ chưa hẳn là muốn dứt bỏ thật cơ quan vật tư của công ty du lịch gần ngay khu nhà tập thể của công ty gia đình trưởng phòng vật tư ở kiến an nên ông ta chỉ về nhà tối thứ bảy và ngày chủ nhật còn các ngày làm việc ông ta ăn ở ngay tại cơ quan các buổi trưa vợ lưu cũng không về nhà đi chợ nấu ăn tại nơi làm việc cùng ăn với trưởng phòng và ngủ trưa thầy phòng ông ta như một cặp vợ chồng không ai dám nói đã đành người vợ ngoại tình cũng không thích giấu giếm nữa kể cả với ông chồng cảnh sát cho tới một buổi trưa lưu đã bí mật leo ống máng chưa cách vây bắt một tội phạm hình sự đột nhập từ cửa sổ khép hờ vào phòng riêng của trưởng phòng vật tư và bắt gặp vợ mình và người nhân tình lớn tuổi chỉ vừa kịp quơ chăn phủ lên người họ đã đưa nhau ra tòa để ly hôn. Lưu Thị xấu hổ và đau đớn, nhưng vợ anh rất thẳng nhiên, như đang thay mặt ai đó để làm cái việc nghiêm trọng ấy. Khi tòa hỏi, ai sẽ nuôi đứa con gái? Theo luật thì đứa con duy nhất sẽ theo mẹ. Trừ phi, người đàn bà nói luôn, để bố cháu nuôi, lương tôi tắp không đủ khả năng nuôi cháu. Nói rất tự nhiên, không đắn đo, nghĩ ngợi gì cả. Vài tháng sau, lưu được tin cô vợ cũ đang ăn sáng thì bị bà vợ chính thức của người tình đưa đứa con trai lớn tới đánh ghen. Mẹ thì chửi, con thì đánh. Một năm sau, tay trưởng phòng chuyển công tác đi nơi khác và bỏ luôn người đàn bà còn trẻ và đẹp đã vì hắn chịu mất hết những gì cô ta đã có từ 10 năm nay. Rồi có tin cô đi cặp với một người khác, thanh niên mới lớn, kém cả chục tuổi. Lúc thì cô ta sống với người trẻ tuổi hơn, lúc thì với người bằng tuổi có lúc lại chạy theo một ông già tóc đã muối tiêu đạo mạo như một ông bố chả hiểu ra sao cả như một con điếm mà cô ấy vẫn có tiền lưu gửi con về quê nhờ mẹ nuôi làm việc vẫn hăng say nhưng cứ nghĩ tới đàn bà là đau nhói đàn bà thật khó hiểu mãi mãi anh không thể hiểu theo cách đánh giá của anh họ đều tham tiền ham vui và cạn nghĩ như nhau cả. Sau cuộc chia tay với vợ, đưa con gái về quê gửi mẹ và các em, Lưu là người hoàn toàn tự do. Như thời anh mới đi làm, anh xin nghỉ hẳn hai ngày để ngủ. Anh ngủ từ sáng đến tối, ra phố ăn cơm bụi, rồi lại về ngủ tiếp. Tối trưa ngày hôm sau, anh dậy tắm rửa, cạo râu, xách xe chạy một vòng quanh thành phố, rồi chui vào một quán cà phê tồi tàn gần bến xe Niệm Nghĩa, ngồi cho đến tối chưa bao giờ lưu mệt mỏi đến thế và buồn đến thế thất bại về gia đình là thất bại đau đớn nhất vì lòng kiêu hãnh của thằng đàn ông bị tổn thương đến tột cùng cũng trong khoảng thời gian ấy lưu còn phải chịu đựng thêm một thất bại khác là đơn vị anh sau nhiều tháng truy lùng vẫn không thể bắt được tên tội phạm thuộc loại đặc biệt nguy hiểm của thành phố tên đó là tích tích hiếp là sói độc không thuộc một băng nhóm nào không có lãnh địa riêng gặp việc có lợi là làm đã làm là chuẩn bị rất kỹ lưỡng và luôn luôn giữ được sự bất ngờ đến vợ con nó cũng sống rất bí mật khi ở kiến an khi ở thủy nguyên có khi lại sống ngay giữa hải phòng không ai biết mặt mũi thị cũng không ai biết vỏ bọc của thị sự thách thức ấy khiến mọi người phát điên lên trong đơn vị chỉ có hai người biết rõ mặt tích hiếp là đội trưởng lưu và một chiến sĩ trinh sát nó có một gương mặt không có đặc điểm riêng rất dễ trộn lẫn vào đám đông ngoại trừ đôi mắt hiếp cách đây đã dăm năm tích hiếp còn làm thư ký đồ bốc phát của một bánh xe khách đã phải lần lưu đứng chuyện trò với nó chuyện bâng quơ thôi nhưng anh chợt gai người cũng chỉ một thoáng vì cái đảo mắt và cái cười không thành tiếng của nó vài tháng sau nó biến mất không để lại một dấu vết nào vì vẫn còn là một tên tuổi vô danh sau đó 2 năm trong giới giang hồ, bắt đầu thì thảo cái tên tích hiếp sau nhiều vụ làm ăn rất mạo hiểm. Buôn thuốc viện, buôn xe hơi, xe máy qua biên giới, buôn người, rồi cũng vẫn là tích hiếp, đụng độ bằng dao bằng súng, với công an bóng cái, công an cảm phả, công an thành phố Hạ Long, đội trưởng Lưu là người đa mưu, chân tay trong giới giang hồ cũng nhiều, sự trí nhanh, đã từng bày nhiều thế trận, rất lắc léo, để giữ con mồi nhưng tích hiếp vẫn lọt qua hết sức ngoạn mục hoặc nhẫn nhơ múa nhảy ở vòng ngoài. Một lần, qua hệ thống truyền tin rất công phu, Lưu biết được tích đang náo thân tại nhà người bạn của ông anh nuôi cách kiên an dăm cây số. Ông này vừa mở quán, vừa chăn vịt, quán nhà quê, bán bánh đúc riêu cua, chè xanh, rượu và lạc rang. Lưu và một chiến sĩ trinh sát vào quán uống rượu từ trưa đến 3 giờ chiều, rồi Lưu giả vờ đau bụng, xin nằm nhờ gian trong của chủ quán vẫn không có ai ra vào hoặc thăm hỏi không có dấu vết nào có người lạ trong nhà khoảng bốn giờ chiều lưu hội lối đi đại tiện nhìn ra cánh đồng thấy một bóng người đội nón đang cất vó tép một cái lưng quen thuộc là nó chăng lưu đứng ngắm nghía một lúc rồi xăm xăm bước lại tới gần sau lưng người kia anh rút súng quát to tết hiếp mày đã bị bắt người kia quay lại từ từ gỡ nón một gương mặt lạ quắc râu quai nón tóc muối tiêu một bên mặt có vết nám to bằng nửa bàn tay bầm đỏ lưu lúng túng nhét lại súng vào bụng tự giới thiệu là công an thành phố đi bắt cướp nhưng đã nhận lầm người người kia dương mắt nhìn không nói gì lại quay lưng nhấc tiếp các vó tép trên đường trở lại thành phố lưu mới thoáng ngờ cái bộ râu quai nón của người cất vó tép rất ít người ở nông thôn để râu quai nón người buôn bán thì có người đi cất vó tép thì không ông ta lại không nói không hỏi thêm câu nào về cái chuyện bắt cướp là ông nông dân lại không có tính tò mò sao một gương mặt muốn giấu đi một giọng nói muốn giấu đi thì là ai nhỉ là nó chứ còn ai nữa lúc này quay lại cũng quá muộn nó đã cao chạy xa bay từ lâu rồi nó biến mất nhưng ông chủ quán kẻ đã chứa chấp nó nhiều ngày nhất định vẫn còn đó từ đó Sáng hôm sau, Lưu quay trở lại từ rất sớm, ông chủ quán vẫn bán bánh đúc riêu cua cho đám thợ làm đường. Nhìn thấy anh vẫn mời chào vồn vã, nhưng Lưu không cười, anh bước vào kéo ghế ngồi rồi hỏi ngay. Cái ông Cất Vó Tép còn đây không? Người kia mặt không đổi sắc, hỏi lại rất tự nhiên. Anh hỏi ông Cất Vó Tép nào? Ông ta ở đâu? Lưu nói gần giọng. Nó ở đây. Ở ngay cái nhà này Nó là tội phạm Ông hiểu chưa Ông chủ quán quay sang hỏi đám thợ đang ăn Các chú có nhìn thấy ông cất vó tép nào lãng vãng quanh đây không Một người nói Vào trong làng mà hỏi Chưa đây làm sao biết Ông chủ quán nói thêm Xin lỗi anh Từ khi bán đi lứa vịt Tôi chỉ ngồi suốt ngày ở đây Không mấy khi bước chân ra đồng Anh vào trong làng hỏi công an xã xem Lưu cười cay đắng Anh vẫn ngu quá nguồn như thế làm sao bắt được một kẻ rất manh ma là tích hiếp sau ngày ly dị vợ được nửa năm lưu nhận được tin tích hiếp đã trở lại thủy nguyên lần này nghe nói có cả vợ con cuối cùng lưu đã mò được ra hang ổ của nó ở một hẻm núi cách làng chừng nửa cây số anh đi một mình giả làm nhân viên thu mua thuốc nam của viện dược liệu anh đã nhìn thấy nó một lần đi cùng với vợ và đứa con trai khoảng 13-14 tuổi. Nó để râu quay nón, mang kính râm nhưng vẫn là cái dáng đi lòng khồng của thằng thư ký đội bốc phát năm nào. Rất may là nó chưa mập ra, chưa có bụng, mặc dầu tuổi cũng đã ngoài 40 rồi. Chỉ cần thêm dăm năm, sống ngoài vòng pháp luật là có thể xóa hẳn hình bóng cái thằng tích hiếp năm xưa để trở thành một kẻ chỉ có tên chứ không có con người thật. Một buổi chiều khoảng 5 giờ, tích hiếp về nhà đã được nửa tiếng thì lưu đạp cửa ngoài nhảy vào người vợ đang cầm siêu nước bước xuống bếp vội quặn ấm nước ra sân rồi quay nhanh vào trong nhà lưu vẫn bám theo một bóng người đang nằm trên giường nhảy xuống cuối người lủi dọc vết tường vào sâu trong nữa có cửa sau lên núi chắc lưu vừa kịp thoáng nghĩ sải chân định bước vọt lên thì bị vấp ngã chuối xuống không phải vấp mà là bị con vợ tích quỳ xuống ôm chặt lấy một chân của lưu kéo lại Lưu thúc thẳng bàn chân bị ôm vào chét ngực teo tóp của người đàn bà. Một tay vơ lấy chiếc ghế đẩu, ném mạnh vào lưng tích. Đang loay hoay trước khuôn cửa gỗ, ăn thông lên núi. Rồi anh rút súng, nhắm vào tích hét to. Tích, dừng lại, mày mở cửa là tao bắn. Thằng tích hình như cũng sợ quá. Hắn không quay người lại, vẫn loay hoay với cái then cửa. Con vợ liền buông chân của Lưu, nhảy chồm lên, kéo cánh tay cầm súng về phía chị, dồn hết sức mạnh ghi chặt khẩu súng đạn đã lên nồng ép vào ngực chị. Nếu súng nổ, thì chị sẽ được chết thay chồng. Chồng thị sẽ có cơ hội chạy thoát vì sự lúng túng của kẻ bắt giữ. Căn cửa phía hông nhà đã mở, tích lao vào khoảng trống, có rất nhiều bụi cây dại ở sườn núi, mặc cho lưu hò hét, chửi rủa cả vợ lẫn chồng. Mấy phút sau, vợ tích mới buông tay, nhìn kẻ thù với ánh mắt mừng rỡ và biết ơn. Chúng em biết anh đã thương Nên không nỡ bắn chết cả hai vợ chồng Xin anh yên tâm Nhà em đã muốn ra đầu thú lâu rồi Nhưng còn đang sợ Lưu buông người xuống ghế Dắt súng vào bụng Nhìn chầm chầm người đàn bà bé nhỏ ốm yếu Vừa giận vừa phục Chị ta lấy đâu ra cái sức mạnh đến kinh ngạc ấy nhỉ Một cái thúc của anh vào ngực Đến thằng thanh niên cũng phải há miệng buông tay Huống hồ Có tiếng gọi của đứa con trai ở phía ngoài mẹ nó búi vội cuộn tóc vừa bị sổ, nói ra giọng rất nhẹ nhàng. Nhà có khách, vào chào chú đi con. Thằng bé cao lớn, rất khôi ngô, cầm cặp sách bước vào. Thưa chú, thưa mẹ con đi học về. Mẹ nó quay sang nhìn lưu, nói to cho cả con nghe. Mời chú ở lại ăn cơm với mẹ con tôi, rồi chở anh ấy về luôn thể. Lưu biết ý tứ của người mẹ trước con cái anh mỉm cười nói theo xin chị cho bữa khác giờ chị nói lại với anh nếu anh tới gặp tôi sớm thì mọi chuyện sẽ không xấu lắm đâu vợ tích với con trai tiễn lưu ra cổng có mấy bà hàng xóm đứng ở đường chào lưu rồi hỏi vợ tích vừa rồi nghe ầm ầm như có đánh nhau to ở đâu thì phải vợ tích liếc nhìn lưu rồi trả lời thản nhiên thôi mãi nói chuyện với chú cháu từ thành phố sang chơi nên chả nghe thấy gì rồi chị ta lại dục con Con, chào chú đi Và nói với Lưu Xin mời chú lại nhà Chỉ vài bữa nữa Nhà tôi sẽ xin sang gặp chú ngay Mong chú giúp cho Lời nói dịu dàng Cung cách con nhà gia giáo Mà chịu làm vợ một thằng tướng cướp ư Vợ con như thế Trời đại đến thế mà không chịu làm người đàng hoàng Thật là uổng quá Là một thằng đàn ông ngu quá Cũng như đã có những con đàn bà Hết sức ngu Quý vị thân giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn đàn bà của tác giả Nguyễn Khải. Truyện được viết vào tháng 1 năm 1995. Sau khi nghe xong tác phẩm này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là những thính giả khác được biết với nhé. Còn buổi đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo. Quý vị hãy nhớ like, share và subscribe cho kênh của Trinh quý vị nhé.